chụp số này là khi tập lọt một bên chụp người đường giống IQ gaming mà đầu tiên là trong video Minecraft bò dướng ở trong video này nhóm nơi hai nhà là khi pi được biết bullet potion tiếng ở trong Minecraft kết trâm version snapshot 1.17 ok tập bóng dân trời ca water bottle này hai nâng nether bar nâng snap bullet awake potion hai nâng plus potion tam bộ phết đã nhóm bàn và hai người rằng nữa ok và tỏ máy dương vô lý hơi đã ok ở đây thì dương qua nó cứ dương trời ca blast powder dương trời ca chỉ chăm bạch của đâm bay blood potion bán to tại miền blast powder này ok sorry I use blast powder in this ok và tỏ máy tiết dương khơi như thả về cái bông tai process không ca bật chia potion ok bật hào giấy ok lấy chập đa âm pi chúng ta tìm mùi tơi tại mà đó vậy thì dân đi dây pi chúng ta tìm mùi đi cứ speed potion speed tại thời trên pi score sugar ai bật ban chia speed hơi nâng slow này bí chấm bùa ta ra này cao và lật nhóm đâu và hai nhà đó nên là lời năng sạp dân dô sugar máu đã châu khăn nóng potion lật chìa potion speed và tỏ mà thiết dân nên chấp đám và lật bia chìa lật bia chìa potion là bài bí được có potion bởi nhà tí đòi bà rệt stone này đang có lộp stone để tạm chấm nóng bỏ chứ nè đó cái này phía trán cứ đằng ấy cứ thả glowstone sản phẩm upgrade potion là bao nhiêu cái thì chia potion là bao nhiêu chấm này ai redstone sản phẩm upgrade potion bao nhiêu tới chia men bảy nè tí nè tới chia potion là ai para ban bảy nè tí phần tái thật là con ông là về mùi đã đài ở đây nhóm para redstone khả năng nhóm đã glowstone dân rộng chào mình tới tới hỏi ấy này nè nó nếu speed chùm đuôn bằng bầy này tí anh ấy cứ speed bì tay nơi xoa tay mùi này tí cả là tệ bằng tay speed cứ speed bì vì lươn vì bà can lập bươn lấy dân clear về cho lại ở tới clear water clear ấy nè mọi mấy việc liên ngày ngày ok lấy nhóm đang chạm vào đam pla bắt đầu bị speed tới chỉ slow nè dân thử vô fragmented spider eye đồng với cái potion muối ở tới chia potion muối và phải tiệt ok chờ nháy slow nè chúng bố slow này có về miền đôi kia này redstone chú mùi nâng globestone para ban đôi kia này ok dương para redstone nằm bay thơ potion ở ban dù chú muốn chúng ta dạng globestone dương para nằm bay potion nâng clang chú muốn bạn này thay slow hoặc là clang chú muốn ở lời dương chỗ đó mùi tiết cứ laughing cứ slowness hay nâng laughing laughing nâng cứ load của chăm buff ok à lời dân chấp đám riêng chom thơ chỉ chăm buff lên tới dân blood via rabbit food rabbit food ai blood tới chia potion or laughing cứ giảm mẹ bầu load của hỏi pra cho mùi nâng redstone này nâng globestone đôi khi nè dạ pina pia ấy mà ok bắt đầu mới dân ban chia phép potion để dân trời cãi hỏi dân ai pra pi ni đôi đục phép để khi nhóm bà đây khi nhóm bà hành nè lờ ạc rộng nâng nhìn sạp nè đọc nè ai mơ khả nông nâng tới nâng ai chua lấy bộ gồm nâng nhóm thật gây mơ phóng cư hiện trả đừng vô lấy
Ok. À lỡ dân mở khơi như rồi cho hỏi. Dân ai thưa chị slow này nè, cái vì là phiên này thưa chị slow này. Ok, lỡ bla. Xem mẹ bật chị strength. Vô về thư brew nằm bây bà cả chị strength này nó có nè khơi nhé. Cứ vô bla powder. Đốt chùm hiên tầm bộ người trời đốt đôi kia nế cứ pra đôi kia tầng ọ dân trời bà lật chì potion là vẹt potion sân vậy tới thưa chùm hiên tì mùi đại pra netherrack này sân netherworld chlom netherrack netherworld này sân người bên là netherworld đọt bàn rủi rõ dân chắp đam bà lật về tam 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 nạ cao bò vía. Nhóm khách nhóm thơ ca bà hành từ nè đó cái này còn tập mơ nhóm bà hành tay mà mốt cứ ai với nè đó cái này vó chắc nhóm nâng chập bắt đầu bằng hai nhà bằng hai bây giờ việc thơ đó nè đó cái này phong nâng đã rục phép ở nè đó cái này mơ phó đồng bây giờ nè đó cái này nghe sử dụng cái lòng ca. Ok, à lấy dân cho healing hồi ngày hà mến cứ dân do lạc mía do mà thử à, cứ dân tìm mối cứ ai bật chia potion of healing hay ai vô đã cho mùi globe stone clay chia healing là vài pì chúng ta giải mùi tiết đã cho mùi fragmented spider eye đồng bây và cả chia hoa mình potion of hoa mình anh đang cứ dùm rap attack nơi bây giờ dân phát phô sân nâng vì mình instant heal nâng vì tới chỉ instant hàm dân mình bà này ta ở chìm dân gọi là phát à phô sân nâng phliếm nâng bà phô sân là bà bí nâng cắt chìm dân bà mùi con phliếm mình chấn dân át phơ vì dân qua đời phơ chỉ là phô sân thầm em cục tư lơ nẹp xến à nâng vì lọ chìm. Ok, lâu dân Blood Band Instant Damage hảo ý cứ chỉ 2 miếng. Ok, lâu dân đã Globe Stone ở bây giờ chỉ 2 miếng và bí giờ lâu dân cho đồng mùi tiết cứ Night Vision hay năng Invisibility trong phố khá rốt mấy cái ai thôi chỉ Night Vision hay năng Invisibility cứ mơ khơi nó bây giúp hay năng bỏng bằng cài. Chúm bố này vì dân cứ bảo bàn tay chúm Redstone tế Globestone màn trời bàn đầm nào cả nơi lơ phô sân mùi nì tế. Anh chắc nè đó cái này nhóm sân cơm thay nè vì thơ đồng video này nè đó cái này nâng bình chật video này bởi nè đó cái này bình chật nâng video này nhóm bà hai nè đó cái này nè đó cái này chụt like rư có comment rư có subscribe của bạn. Ok, lấy dương chấp bắt đầu đã chia môi nâng Fragmented Spider Eye đâm bây và cả chia Fragment Spider Eye đâm bây và cả để chia Invisibility Invisibility ai đã chia môi nâng Redstone bên tay mình ai tầm nào ca chia môi nâng ca pra Globe Stone mà anh tế. Ok, lấy dương chỗ đó môi tiết Poison and Harming Blood chia bước hỏi nâng bật chìa hà mình. Ok nè đọc cái này ờ đại sao anh nhóm ní nhóm nâng phải hành nè đọc cái này tại bị poison tế phô lập hà mình cứ thơ đôi cái này nâng hà mình bỏ cọt mía đáy thơ đôi cái này ní khi dân thơ poison nụ cháy bật tay poison ai bật chìa bí ai bà Globe Stone nằm bây bật chìa poison là vẹt bí hay nâng Red Stone nằm bây bà cá dạ bê là bà poison Ok, à lời dùng kết thả dường xì mong cho anh bê giấy anh nơi xa bà mạng cứ thơ đôi kênh tặng ọ ní kì tì mũi xâm rạp bật chìa poison of weakness tì bì mạ mạ grim xâm rạp bật chìa fire resistant tì bấy Turtle Cell
សម្រាប់ផលិតជា Total Master Potion of Total Master Okay ទី4 Puffer Fish សម្រាប់ផលិតជា Water Breathing Potion Potion សម្រាប់ដកដង្ហើមទី5សម្រាប់ផលិតជា Snow or Slow Falling Slow Falling គឺវាដែលយើងធ្លាក់ទៅអសូរ៉ូនីមេកមួយទៀតគឺជា Gaftia សម្រាប់ផលិតជា Potion of Regeneration Regen ឈាមចុងក្រោយគេគឺ Slash Potion Slash Potion គឺយើងប្រើ Gunpowder មកផលិតអូខេវីដេអូនេះគឺសម្រាប់ថាចប់ទាំងនេះហើយអ្នកនរគ្នា Goodbye អ្នកនរគ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយម្នាក់ពេញចិត្តវីដេអូនេះ Complete ចុច Like ម្នាក់មួយផង Bye bye